Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thị Khánh, hiện tại tôi đang làm mảng kinh doanh về gốm sứ và chuyên về dòng sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Thì trong quá trình làm việc, tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều các sản phẩm và chủng loại hàng khác nhau. Mỗi một chủng loại hàng tôi đều làm một cái clip để nói về chi tiết đặc thù và cái chi tiết về cái sản phẩm đó. Như các bạn nhìn thấy đây, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc mai bình công danh phú quý với cái dòng men ngọc bích. Sản phẩm như các bạn nhìn thấy đây là sản phẩm đã được dát vàng. Và cái họa tiết ở trên sản phẩm là họa tiết nổi ra bên ngoài 3D. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này để cho các bạn có thể hiểu rõ được về cái sản phẩm này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến về cái màu men. Cái màu men của nó là màu men màu xanh lá, giống kiểu màu ngọc, rất là đẹp, rất là trong. Đây, như các bạn đang nhìn thấy đây. Và kết hợp với đó chính là vàng. Vàng nó được dát lên trên các họa tiết như này. Các bạn để ý nhá, màu xanh và màu vàng phối hợp với nhau nhìn rất là nổi và đẹp và sang, đúng không ạ? Nó vẫn có một cái nét gì đấy mang cái tính chất là cổ. Thì trên cái sản phẩm này thì ở phần dưới thân bình thì được thiết kế đó chính là hai chú chim công với hai cái tư thế khác nhau. Các bạn nhìn thấy đây là chú chim công này với cái đuôi đang vênh lên phía trước, đang dựng lên. Còn đây, phần đuôi đang dựng lên đây. Còn đây là mặt, này là mặt chú chim công với cái đuôi đang tỏa xuống phía dưới. Đây các bạn nhìn nhá, phần này là phần tỏa xuống phía dưới này. Mặt này của chú chim công đang hướng lên bên trên này, để lộ ra một phần men rất là xanh, rất là đẹp. Thêm với nó là họa tiết cánh hoa đào. Những cánh hoa đào đấy mọi người để ý nhá, đây là phần trên cánh hoa đào. Và đặc biệt đấy, ở cái đuôi của cái sản phẩm con công này ấy, thì nó được đắp nổi ra bên ngoài. Hoàn toàn những cái chi tiết này đều được làm thủ công hết. Các những cái lông, đây mà mọi người nhìn thấy những cái lông đuôi của chú chim công này đang tỏa ra bên ngoài, rất là mềm mại này. Phủ kín từ phần gần vai mình xuống đến dưới phần chân. Và ở phần trên phần vai mình thì có thiết kế một bông hoa phù dung. Và cái sản phẩm này ở trên miệng và ở dưới chân đều đã được bọc kín vàng như thế này, rất là sang trọng. Bây giờ tôi sẽ đi sâu hơn vào cái chi tiết của từng cái chi tiết ở trên cái sản phẩm này để cho mọi người có thể nhìn được rõ và hiểu rõ về cái sản phẩm. Các bạn đang nhìn thấy đây là hình ảnh chú chim công đây. Cái thân của chim công được nổi ra bên ngoài khoảng độ 2 cm nhé. Cái thân công này được nổi ra bên ngoài 2 cm so với phần mặt bình. Đây là phần đầu của chim công. Đây, chú chim công này đang đứng với cái dáng rất là oai vệ, với cái đuôi tỏa ra phía sau đây đang dựng lên trên đây, mọi người để ý nhé. Đấy, đây là hình ảnh phần thân của chim công này. Đây là phần hình ảnh những bông hoa phù dung. Đây là một cái phần đuôi của chú chim công thứ hai. Mọi người để ý nhá, cái độ đẳng cấp của nó chính là từng cái mắt chim công này rất là đều, đo tăm tắp này. Đòi hỏi là người thợ cực kỳ có cái tay nghề cao thì mới làm ra được cái sự tỉ mỉ của trên từng chi tiết như thế này. Như các bạn đang nhìn thấy đây là phần men của sản phẩm. Phần men thì có màu xanh, màu giống hơi màu xanh lá đậm. Trong gốm sứ thì người ta gọi đây là dòng men ngọc. Mọi người để ý nhé, cái phần men nhìn rất là sáng và trong, đặc biệt nó rất là sáng và trong nhé, và đều màu nhá. Để tạo được một cái độ đều màu như này thì đòi hỏi người thợ phải cực kỳ là có kinh nghiệm ở trong cái khâu đó là xử lý men, phải thực sự đều nhau và phải đều tay thì mới ra được cái chất men như thế này, nó đều như thế này. Đây các bạn nhìn màu men rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang phần chi tiết ở đuôi công. Đây là phần chi tiết của đuôi công. Rất nhiều cái mắt đuôi công được làm hoàn toàn thủ công bằng tay, sau đó gắn vào phần thân mình, hoàn toàn đã được dát vàng như thế này rồi, phủ kín vàng. Mọi người để ý nhé, tận từ ở trong tương tích trong sông này cũng đã được dát lên vàng rồi, rất là tỉ mỉ từng chi tiết của sản phẩm.
Đây là phần vai mình. Phần vai mình được trang trí hình ảnh một cành hoa đào, chiếm một phần một nửa của phần thân mình. Đây, một cành đào từ phần bên này, từ chiều bên này đổ sang đến phần bên này. Nó sẽ chia hai phần cái bình này ra. Nó sẽ thiết kế đây, một mặt như ở phần trống này, nó sẽ là một cánh hoa đào đây. Các bạn để ý nhé. Đấy, nó sẽ chia ra như này, cái cánh hoa đào này. Nên nó sẽ chia đôi một phần bình này ra, chia đôi này ra. Ở mặt bên này là cánh hoa đào, ở mặt bên này nó là hoa phù dung. Chia đôi hai khung này ra. Bên này là hoa phù dung này, ở trên phần vai mình. Ở phần giao giữa hai cái hoa phù dung và hoa đào thì nó chính là một bông hoa phù dung to được đắp nổi ra bên ngoài như thế này, rất là mềm mại và đẹp. Các bạn khi mà các bạn xem, các bạn tiếp thì các bạn nhìn luôn cái chất men nó nhìn nó rất là đều nhau đúng không ạ, rất là xanh và đẹp. Phần miệng mình thì cũng được mạ vàng hoàn toàn, bọc vàng hết ở phần trên này, rất là sang. Tôi sẽ nghiêng một tí cho mọi người có thể nhìn hình dung được nhé. Các bạn nhìn đây. Đấy, đây là phần miệng của mình. Rất là sang đúng không ạ? Sản phẩm này thì có kích thước với chiều cao là 50cm. Đường kính miệng của sản phẩm là 11. Đường kính tính từ hai bên phần đuôi này cho đến phần đuôi công này là 28cm. Và đường kính ở phần chân đế là 21cm.